hệ sinh thái lọc nước tại Việt Nam, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Philips Water và công ty Linco Electrics mang đến thị trường năng động và đầy tiềm năng này một hệ sinh thái đa dạng giải pháp lọc nước toàn diện, hiện đại và tiện dụng giúp nâng cao chất lượng sống cho hộ gia đình. Danh mục sản phẩm trải rộng, bao phủ tất cả nhu cầu tiêu thụ nước sạch trong gia đình từ đầu nguồn cho đến từng điểm dùng nước khác nhau. Nổi bật trong lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam của Philips là thống lọc nước RO thế hệ mới được ra mắt với thiết kế hai dòng nước đầu ra gồm nước uống tinh khiết và nước sạch để nấu ăn.